Rồi tiếp theo là tới phần chỉnh sửa footer. Rồi footer mình sẽ sửa như thế nào đây? Footer ở đây tôi được làm sẵn rồi. Thì đây muốn sửa footer thì mình chỉ cần đăng nhập trong quản trị thì nó mới hiện lên cái bin bar này. Ra chuột vô chỗ footer này có chỗ edit lock footer. Còn không á, mình không muốn vậy thì mình vô chỗ edit lock nó nằm trong đây. Và sau đó mình tìm lấy footer và mình chỉnh sửa nó. Hai cách nha. Cách một á, là mình ở ngoài đây, mình ra chuột ở đây, mình thấy cái tên là footer nè. Mình chữa ở đây luôn. Cách hai mình vô trong kia. Cách hai vô trong đây. Vô đây mình tìm đúng cái, vô trong dưới lock mà tìm đúng cái từ footer đây. Mình sửa nó. Hai cách. Mình sử dụng cách một. Edit Builder đây. Cũng đây. Thì sửa nó thì cũng dễ lắm. Vô Edit Builder đây thì chia làm 4 cột nè. Rồi mình muốn sửa nào mình vô đó mình sửa thôi. Đó, vô đây. Vô đây rồi sau đó mình mới mới sửa. Sửa cho test này thì bấm đôi chuột vô mình ghi lại thôi. Ở đây đường link, sản phẩm link. Thì bấm đôi chuột vô đây để mình link tới. Không muốn thêm nữa thì sao? Enter xuống mình thêm đường link tiếp. Enter thêm như là danh mục 2 chẳng hạn. Thì đây nó bị dấu chấm tròn đúng không? Bôi đen nó nè. Rồi xong mình cho nó là dạng như là size nè. Rau nè. Làm lại lần nữa, size. Rau, nó ra rau cho mình. Tương tự như bên đây cũng vậy, test như vậy mình cũng sửa giống vậy, mình cũng link hết cái này vô. Nghĩa là ở trong cái thằng quản trị mình phải có bài này mới link vô nghe, nghĩa là mình phải tạo bài chính sách bảo mật, tạo bài quy định thức thanh toán, tạo bài này trong cái phần bài viết xong mới link vô đây được. Nghĩa là đây chỉ là những cái đường liên kết thôi. Ở đây câu chuyện thương hiệu, đây mình có bài câu chuyện thương hiệu, có bài tuyển dụng, có bài tin khuyến mãi, có bài gọi mua hàng thì không cần, cái bí thiếu lại thì mình để vậy đúng rồi. Nó phải có bằng những bài này ở trong phần, trong một bài viết hoặc là một trang để mình link vô. Còn nếu mình không có bài tới đây là mình chỉ dừng lại ở mức hiển thị thôi, không có link vô được đó. Còn dù cái footer này mà mình thấy nó ok, không thấy nó không thích nữa, xấu quá thì delete đi thì mình làm footer mới. Làm footer mới được nghe, tự làm footer mới được. Để làm footer mới thì delete đi nè. Cái là element nè. Custom Tudo nè. Rồi sau đó vô đây mình lựa một mẫu footer khác của mình, không xài mẫu footer này nữa nha. Vô đây kiếm một footer, đây có 6 mẫu. Footer đây được 6 mẫu, mình muốn xài một footer nào. Trắng, màu hay gì đó, footer gì mình xài footer đó nha. Footer này hoặc là cái footer này, ví dụ footer này đi. Inbox vô. Thì nó ra cái mẫu này chèn vô cho mình, rồi mình sửa mẫu này là thành mẫu của mình bằng cách nãy giờ tôi hướng dẫn, nó ra cái footer mẫu mới cho mình. Tùy theo mọi người, mình có một cái footer khác nhau. Tùy theo mình ý thích của mình, rồi theo cái công năng của mình làm footer như thế nào đó cho đúng ha. Đó. Thì footer này đi. Vừa lấy footer ra. Update thì mình sẽ có footer mới như này. Được chưa? Đó. Bên này có cái quần tắc form nè, quần tắc form mình chưa gắn vô nè. Rồi nó đây, quần tắc form bấm đôi chuột cho quần tắc form, muốn lấy cái con chỗ này còn tắt form nào, form last thì mình chọn form last. Được chưa? Đó. Này chữ màu đen đúng không? Mình chỗ column mình nè, option đó mình coi. Mình cho chữ nó là màu sáng đi, màu light đi. Đó, đây là light, thì tự động đổi lại light cho mình. Chỉnh cái cha, cái column này đang chỉnh cái column à, màu là color line thì tự động nó sẽ la cái con nó, màu nó sẽ line lên cho mình. Đó, được chưa? F5 này lại thì mình sẽ được cái footer mới như vậy.
Đó, auto mới vậy, được chưa? Ví dụ mình muốn chèn thêm, ví dụ đây muốn chèn thêm những icon như là icon Facebook mạng xã hội vô cũng được luôn. Ví dụ vậy. Ví dụ đây muốn chèn thêm icon xã hội mà Facebook đi vô đây, vô ở chỗ mày cao đi. Mày cao nào, vùng nào? Mày cao là vùng này, vùng này chia em 2 nè. Đây đúng không? Add to column social. Vậy, follow icon đi. Icon nó là icon follow icon nè, đúng không? Mình bấm vô follow icon. Rồi sau đó mình mới link những cái thông tin mạng xã hội Facebook vô. Follow icon nếu mà đây mình nói là online, view, small là nhỏ thôi. Ừ. Rồi mình mới link cái nào gắn link vô là tự ra chui ra cho mình. Như link Facebook mình, link Instagram mình là gì, link TikTok của mình là gì, link Twitter mình là gì, mình bỏ vô thì nó sẽ chui ra được cái đường link mạng xã hội ở dưới phần footer này cho mình. Đó. Được chưa? Đó là một đó là cách. Đúng không? Đó là cách mình làm được cái footer. Nha. Rồi. Kết thúc cái video footer này luôn ha.